Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Mốc Home. Trong số ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình anh Dũng. Công trình này thì sẽ có địa chỉ cụ thể tại Hà Nội nè quý vị. Hà Nội là một trong những tỉnh thành mà chúng tôi đã thiết kế và thi công rất là nhiều công trình rồi. Một phần là bởi vì đây cũng là nơi mà chúng tôi đặt văn phòng làm việc tại 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có văn phòng tại các tỉnh thành khác, như là cụ thể là ở Hà tỉnh là quý vị, thành phố Hồ Chí Minh và Buôn Ma Thuột. Quý vị gần với vị trí khu vực nào thì chúng ta có thể di chuyển trực tiếp đến để gặp gỡ, trao đổi với đội ngũ kiến trúc sư. Sẵn tiện thì quý vị có thể tham quan showroom vật liệu của chúng tôi. Các số hotline công ty sẽ gồm có 096-445-8888, 082-81-33-333, 092-40-99-999. Đây đều là những số có Zalo. Trường hợp nếu như quý vị đang ở xa bên nước ngoài chẳng hạn thì cũng có thể liên hệ qua Zalo để được hỗ trợ và tư vấn. Những thông tin liên quan đến công ty tất tần tật, bao gồm có quy trình làm việc, những cam kết, hệ thống website chính thức hay là năng lực của công ty, những công trình chúng tôi đã thiết kế và thi công đều có cập nhật tại trang web mohomegroup.vn. Trang web thiết kế thi công trọn gói .com. Quý vị chỉ việc truy cập vào thôi, chúng ta muốn xem công trình nào thì chỉ cần nhấn vào là có ngay những thông tin chi tiết. Hình ảnh 3D thì chúng tôi cũng thể hiện tất cả các mặt của công trình, có cả phối cảnh ban ngày lẫn phối cảnh ban đêm, và sẽ có cả công năng để quý vị tiện trong việc chúng ta xem và tham khảo cho công trình trong tương lai của mình. Trang fanpage của chúng tôi thì quý vị gõ là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mốc Home. Giao diện thì như quý vị thấy trên màn hình và đã có hơn 66.000 người theo dõi rồi quý vị. Hình ảnh video clip thì sẽ được cập nhật mới mỗi ngày luôn. Còn về YouTube thì quý vị có thể nhấn đăng ký cũng như là bật chuông thông báo kênh Mốc Home và kênh Nhà Đẹp Mốc Home. Quay trở lại với công trình ngày hôm nay. Đầu tiên thì xin mời quý vị sẽ cùng xem qua một lượt tất cả các mặt thiết kế ở công trình này. Công trình của gia đình anh Dũng là một công trình mái Nhật và mang phong cách kiến trúc hiện đại. Khi mà nhìn vào thì chúng ta nhận ra ngay, với phong cách hiện đại thì tất cả các đường nét rất là chi tiết, chúng ta thấy hiện đại, cá tính, trẻ trung và không có những chi tiết trang trí quá cầu kỳ hay là rườm rà ở đây. Công trình này thì chiều ngang cũng tương đối là lớn, nếu như chỉ là một bức tường thẳng và chạy dài thì cảm giác sẽ rất là đơn điệu, vậy nên là chúng tôi đã có những sự tính toán cách điệu cho các diện tường nè quý vị. Hình khối ở công trình thì cũng sẽ chia ra khối chính, khối phụ, đang xen kết hợp với nhau, cho nên khi mà nhìn vào thì chúng ta cảm giác là công trình rất là thu hút và rõ ràng đây là công trình có bàn tay của đội ngũ kiến trúc sư thiết kế nên. Tiếp đến về phương diện màu sắc, đây cũng là một yếu tố rất là quan trọng quyết định đến vẻ đẹp của công trình, có thể nói là đến hơn 50% quý vị. Bởi vì một công trình chúng ta thiết kế đẹp đến đâu, thi công sắc nét đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà ứng dụng màu sắc không hợp lý thì lập tức là công trình của chúng ta sẽ giảm đáng kể vẻ đẹp vốn có. Ở đây thì chúng tôi sẽ sử dụng gam màu trắng là màu nền, màu sắc chủ đạo đó quý vị. Còn gam màu xanh ghi thì sẽ là màu sắc điểm nhấn. Một số diện tường thì sẽ được kẻ chỉ âm thẳng đều song song với nhau. Đây là một cách làm đẹp rất là hiệu quả, lại tiết kiệm chi phí. Thay vì chúng ta phải sử dụng nhiều những vật liệu trang trí ốp lát thì việc kẻ chỉ âm như thế này cũng đã giúp cho công trình trở nên thu hút hơn, giảm cảm giác đơn điệu của các diện tường. Đây là hình ảnh phối cảnh của công trình vào ban đêm và cũng là góc nhìn mà chúng ta nhìn từ trên nhìn xuống để thấy rõ hơn về công trình cũng như là vị trí các lớp mái giao cắt với nhau. Ở công trình này khoảng sân chúng ta thấy là cũng tương đối rộng rãi để có nơi đổ xe, vui chơi sinh hoạt hay là thiết kế theo cảnh mảng xanh. Phần sảnh chính cũng rộng rãi quý vị, và bên trên khoảng ban công sân chơi thì chúng tôi cũng đã cố ý để chừa ra một khoảng tương đối thoải mái. Đây sẽ là nơi vui chơi sinh hoạt có giá trị rất là lớn trong việc thư giãn dành cho gia chủ và tất cả các thành viên trong gia đình. Phần bậc thì sẽ là bậc 5 cấp với kích thước chiều cao tổng là 0,75m quý vị, và chúng tôi sử dụng gạch granite để ốp lát. Bàn về gạch granite, thứ nhất là tính thẩm mỹ cao, thứ hai là chắc chắn và nó ít chảy xước, kháng nước nữa, cho nên là chúng ta có thể yên tâm sử dụng cho cả không gian ngoại thất bên ngoài lẫn nội thất ở bên trong. Vì đây là công trình mang phong cách kiến trúc hiện đại cho nên là tất cả những vật liệu mà chúng tôi sử dụng đều là các vật liệu tiên tiến. Phần lan can ban công sẽ là kính cường lực. Với kính cường lực thì chúng ta yên tâm về độ chắc chắn, kiên cố. Nó sẽ có khả năng chịu rung chấn cũng như là va đập gấp từ 4 cho đến 5 lần những loại kính thông thường có cùng kích thước và độ dày.
Về độ cao của lan can ban công thì khoảng 90cm là chuẩn. Khi đó thì chúng ta có vui chơi sinh hoạt ở đây cũng sẽ yên tâm về độ an toàn, đặc biệt là đối với những công trình có trẻ nhỏ cũng như là người lớn tuổi. Về hệ thống cửa thì bao gồm có vị trí nè cũng như là kích thước thì chúng tôi đều sẽ có trình bày rất là cụ thể trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Phần này thì một chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn. Về chất liệu của cửa thì cửa chính ở đây sẽ là thép vân gỗ kết hợp với kính cường lực. Còn những vị trí còn lại thì đều sẽ là nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính. Đây là một sự kết hợp rất là hợp lý. Cả hai loại cửa này đều có những ưu điểm chung, đó chính là khả năng chống chịu lại những tác động đến từ thời tiết, rất là thích hợp với điều kiện khí hậu ở nước ta, nắng nóng và mưa nhiều. Thứ hai là chi phí cũng rất là hợp lý. Đặc biệt là đối với cửa thép vân gỗ thì cấu tạo của nó giống như là một loại cửa chống cháy vậy đó quý vị. Cho nên khi mà chúng ta sử dụng là sẽ yên tâm về phần này. Chưa kể bên ngoài nó được phủ một lớp vân gỗ, cho nên là thoạt nhìn thì chúng ta sẽ thấy rất là giống với gỗ tự nhiên. Nhưng mà sẽ có những ưu điểm nổi bật, chẳng hạn như là khả năng chống cháy chúng tôi vừa chia sẻ. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là nó có thể giữ được hình thức lâu dài, không lo những vấn đề hiện tượng như là bị nứt chân chim, cong vên, co ngót hay là mối mọt côn trùng tấn công. Còn về nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính thì phải nói là đây là một vật liệu cửa rất là quen thuộc với nhiều công trình, đặc biệt là những công trình hiện đại. Thậm chí là nó còn được sử dụng cho cả villa, resort hay là tại các khu nghỉ dưỡng thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều. Bởi vì bên ngoài thì cấu tạo đơn giản, nè, tinh tế, tính thẩm mỹ cao. Chưa kể là phần diện tích của kính lớn thì nó sẽ giúp lấy vào một cách triệt để ánh sáng tự nhiên, giúp cho ngôi nhà của chúng ta thông thoáng, nhiều sinh khí hơn. Quan sát công trình này thì phải nói rất là chỉnh chu quý vị. Chẳng hạn như là phần đua ra của mái ở đây thì chúng tôi có trao đổi với gia đình và đã đưa ra phương án thiết kế là sử dụng gỗ nhựa để ốp lát bên trên. Với gam màu nâu thì mang đến cho chúng ta một cảm giác rất là ấm áp, từ đó cũng góp phần giúp cho công trình trở nên là có điểm nhấn, thu hút và riêng biệt hơn. Đó là một số chia sẻ của chúng tôi về phần 3D ngoại thất của công trình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau xem đến hiện trạng. Đây là hình ảnh nhà cũ. Chúng tôi có ghi lại trong quá trình về gặp gỡ gia đình, trao đổi đo đạc, khảo sát cũng như là ký kết hợp đồng. Còn đây sẽ là góc nhìn từ trên nhìn xuống, chúng tôi trích xuất flycam quý vị để thấy rõ hơn về trọn vẹn khu đất của gia đình, công trình hiện trạng cũng như là đường giao thông ở phía trước. Về bộ hồ sơ mà Móc Hôm gửi đến cho gia đình của anh Dũng thì sẽ bao gồm có hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, hồ sơ kết cấu, hồ sơ điện nước và dự toán. Với hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thì đầu tiên bao giờ cũng sẽ có một lục bản vẽ kiến trúc như thế này để quý vị nhìn vào để chúng ta biết ngay trong bộ hồ sơ này có những thông tin như thế nào. Tiếp theo sẽ là mặt bằng định vị công trình. Một lần nữa chúng tôi sẽ thể hiện lại khu đất, vị trí thi công xây dựng công trình cũng như là các yếu tố liên quan bao gồm có đường giao thông hay là vị trí sau này sẽ thiết kế cổng, tường rào. Khoảng cách từ sảnh cho đến tường rào ở phía trước thì chúng tôi cũng có thể hiện ở đây với cách nhau một khoảng là 4,41m. Công trình này sẽ có kích thước xây dựng chiều ngang là 13,1m và chiều sâu sẽ là 12,1m, cũng tương đối là vuông vức. Diện tích sử dụng mà chúng tôi tính được cho hai sàn là khoảng 231m². Tiếp theo là các khu vực chức năng. Về việc phân bố các khu vực chức năng thì chúng tôi sẽ tính toán kết hợp dựa trên nhiều yếu tố, chắc chắn là phải đáp ứng được những yêu cầu riêng của gia chủ và các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ xem xét đến diện tích sử dụng, kích thước xây dựng và những yếu tố liên quan để đảm bảo là khi mà bố trí công năng xong thì gia đình sử dụng sẽ tiện nghi, thoải mái. Ở tầng 1 là khu vực phòng khách, tiếp theo là phòng thờ, có một phòng ngủ. Đây là khu vực phòng bếp kết hợp với phòng ăn, cuối cùng thì sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung. Về phòng thờ thì thường là chúng tôi sẽ khuyến khích gia đình đặt ở tầng cao nhất. Tuy nhiên là do yêu cầu của mỗi gia chủ mỗi khác, có những gia đình sẽ yêu cầu đặt ở tầng 1 kết nối với khu vực phòng khách. Trong trường hợp đó thì ở bên trên chúng ta nên tránh đặt các khu vực chức năng. Thường là chúng tôi sẽ sử dụng đó như là một khoảng ban công sân chơi luôn mà không bố trí thêm các khu vực chức năng khác. Đây là mặt bằng bố trí nội thất trên tầng 2. Quý vị thấy sẽ bao gồm có phòng sinh hoạt chung nè. Và trên tầng 2 thì sẽ có thêm 3 phòng ngủ nữa. Trong đó sẽ có một phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín bên trong.
Còn đây là vị trí của khu vực nhà vệ sinh chung. Đặt để như thế này quý vị thấy rất là hợp lý. Mặc dù là hai phòng ngủ này thì không phải là phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín bên trong, hay chúng ta gọi là phòng ngủ thường đó. Tuy nhiên là việc đặt nhà vệ sinh chung ở giữa hai phòng ngủ như thế này thì rất là tiện cho quá trình chúng ta di chuyển cũng như là sử dụng. Công trình của gia đình anh Dũng thì có yêu cầu thiết kế cả phần nội thất luôn quý vị. Gia chủ rất là đầu tư, chăm chút cho công trình của mình. Mời quý vị cùng xem qua những hình ảnh nội thất mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình. Đây là vị trí tiền sảnh, nơi từ cửa bước vào sẽ là khoảng không gian đệm. Tại đây thì chúng ta có thể đặt vào một chiếc bàn tròn và bên trên là vị trí đặt bình hoa trang trí như thế này rất là hợp lý. Bộ bàn ghế thì sẽ được đẩy về một bên. Và đây là góc nhìn mà chúng ta thấy rõ được thiết kế của khu vực phòng khách. Có nghĩa là từ vị trí cửa chính bước vào, chúng ta sẽ thấy ngay khoảng không gian đệm nè quý vị. Xem lại hình ảnh 2D quý vị sẽ thấy rõ hơn. Và nhìn ở phía bên tay trái thì sẽ là khu vực của phòng khách, nơi tiếp đón khách đến chơi nhà. Khu vực này thì mọi thứ rất là chỉnh chu, từ bộ bàn ghế, đồng nhất về màu sắc. Còn đây là vị trí đặt tivi, cũng sẽ có những hệ thống tủ kệ hay là chi tiết trang trí rất là chỉnh chu. Tiếp theo là khu vực phòng thờ, nơi tôn nghiêm nhất trong công trình. Còn đây là vị trí mà chúng ta thấy thiết kế của cầu thang. Mỗi vế thang đều sẽ có đèn trang trí nè quý vị, vừa làm đẹp và vừa giúp cung cấp ánh sáng để quá trình chúng ta di chuyển an toàn hơn. Phần gầm của cầu thang là khoảng không gian mà chúng ta có thể tận dụng để thiết kế tủ kệ như thế này. Hoặc nếu quý vị không thích đặt vào tủ kệ thì chúng ta có thể thiết kế tiểu cảnh khô, có cây xanh, sỏi đá chẳng hạn, giúp cho bên trong nhiều sinh khí hơn. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng để làm nhà cho thú cưng, tùy vào nhu cầu cũng như là sở thích của từng thành viên trong gia đình hay là gia chủ. Tiếp đến là khu vực phòng bếp kết hợp với phòng ăn. Bố cục rất là chặt chẽ, quý vị thấy là đầy đủ từ bộ bàn ghế ăn cho đến là hệ tủ bếp ở đây. Tuy nhiên chúng tôi sẽ tính toán để cân nhắc sao cho kích thước hợp lý nhất. Khi mà chúng ta bố trí xong xuôi hết rồi thì vẫn còn có một khoảng không gian trống rộng rãi thoải mái như thế này, giúp cho việc thao tác di chuyển sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu như mà chúng ta tham lam về diện tích chẳng hạn, chúng ta sử dụng những đồ nội thất kích thước quá to thì khi mà chúng ta thao tác nấu nướng ở đây, đặc biệt là vào những lúc mà gia đình có đông khách đến chơi chẳng hạn thì chắc chắn sẽ rất là chật chội và vướng víu. Một góc nhìn khác để quý vị thấy rõ hơn về cách bố trí của hệ tủ bếp đầy đủ từ lò nướng rồi chúng ta thấy là máy rửa chén bát ở đây hay là kệ chén bát nâng hạ tự động rất là tiện nghi cho quá trình sử dụng. Tiếp đến sẽ là khu vực sinh hoạt riêng, phòng ngủ. Bên trong cũng rất đầy đủ tiện nghi với các đồ dùng nội thất, khu vực nhà vệ sinh. Tiếp đến đây là thiết kế của phòng sinh hoạt chung nè quý vị. Nơi được xem như là khu vực để gắn kết các thành viên trong gia đình, chủ yếu là phục vụ cho nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi, thư giãn. Còn đây là phòng ngủ, quý vị thấy là thiết kế gam màu rất là ngọt ngào bởi vì gia chủ yêu cầu thiết kế dành cho con gái của mình. Màu hồng trẻ trung. Và chúng ta thấy là phải nói thể hiện được tính cá nhân hóa rất là cao. Tiếp đến, phòng ngủ này thì lại mang một sắc thái hoàn toàn khác với gam màu xanh, trẻ trung, năng động và rất là cá tính. Quý vị thấy là vì khu vực phòng ngủ là nơi sinh hoạt riêng, cho nên là chúng tôi rất là đề cao tính cá nhân hóa, tùy vào sở thích, yêu cầu, giới tính, độ tuổi, cũng như là những vấn đề mà chúng tôi ghi nhận được trong quá trình trao đổi với gia chủ, thì sẽ đưa ra được phương án thiết kế một cách tối ưu nhất, đảm bảo rằng khi mà chúng ta sinh hoạt bên trong, sẽ cảm thấy thật sự là thoải mái, cũng như là dễ chịu. Một phòng ngủ khác nè quý vị. Về vị trí đặt giường ngủ, táp đầu giường hay là bàn trang điểm, bàn làm việc thì chúng tôi có chỉ định rất là cụ thể. Chúng ta chỉ cần là lắp đặt vào theo đúng với những gì chúng tôi đã thiết kế ban đầu. Còn đây là khu vực nhà vệ sinh. Quay trở lại với hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Tại hồ sơ này thì còn rất là nhiều nội dung, có đến 52 trang tại đây. Thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó chính là về đây, chẳng hạn như quý vị thấy. Tại trang số 14, mặt bằng vì kèo mái, chúng tôi trình bày rất là cụ thể. Tiếp theo sẽ là mặt bằng ly tô mái nè quý vị. Về chiều cao thì chúng ta có thể xem tại các trang mặt đứng trục. Công trình này sẽ có kích thước chiều cao tầng 1 là 3,9m, tầng 2 ở đây là 3,6m và kích thước của mái là 2,6m. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem đến một nội dung khác. Tại mặt cắt 1-1 ở đây thì quý vị có thể thấy rõ hơn về cấu tạo bên trong của công trình cũng như là phương pháp thi công phần mái.
Với công trình này thì chúng tôi sẽ tiến hành đổ sàn bê tông cốt thép có tháp mái, sau đó vì kẹo và lợp ngói lên trên. Đây là phương pháp thi công phần mái mà chúng tôi đánh giá là tối ưu nhất cả về công năng sử dụng cũng như là về vấn đề chi phí thi công xây dựng. Với cách thức thi công này thì chúng ta yên tâm là nó sẽ góp phần trong việc chống ồn nè. Có sử dụng qua vài mùa mưa thì chúng ta cũng sẽ không lo tình trạng ngấm dột nước mưa bởi vì đã có phần sàn ở đây chặn lại. Sẽ có hai phương pháp thi công phần mái nữa. Một là quý vị không cần đổ phần sàn bê tông cốt thép ở đây mà chúng ta chỉ cần vì kèo rồi lợp ngói thôi. Tuy nhiên là cách thức thi công này khi mà chúng ta lợp ngói cần phải đảm bảo là chuẩn chỉnh, bởi vì nếu như có những sự xê dịch tạo ra những khe hở chẳng hạn thì khi mà mùa mưa đến rất là dễ ngấm dột vào các khu vực bên trong. Phương pháp thi công thứ ba nữa đó chính là đổ thêm cả phần bê tông cốt thép cho mái chéo ở đây. Với cách thức thi công này thì chắc chắn là tốn kém hơn rồi, cũng như là nó sẽ tạo nên áp lực cho phần móng bên dưới. Nhưng mà về độ chắc chắn hay là khả năng chống ồn và nó là tuyệt đối. Cái này thì tùy vào nhu cầu, sở thích cũng như là mức độ đầu tư tài chính của mỗi gia đình. Ban đầu thì đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi sẽ trao đổi cho quý vị thật là chi tiết cụ thể về từng cách thức thi công, ưu điểm, nhược điểm như thế nào, và từ đó thì quý vị sẽ dễ dàng lựa chọn hơn. Với những công trình cao tầng thì sẽ có một hạng mục rất là quan trọng và không thể thiếu, đó chính là hạng mục cầu thang. Về cầu thang của công trình này thì sẽ có 25 bậc nè quý vị. Và ở đây mỗi vế thang thì sẽ có kích thước là 1,1m. Kích thước tiêu chuẩn nên là từ 0,9m trở lên. Khi đó thì chúng ta di chuyển hoặc là có bưng bê, khuân vác đồ đạc cũng sẽ thoải mái hơn. Bởi vì quá bé thì chắc chắn là quá trình mà chúng ta di chuyển hay là chúng ta bưng bê, khuân vác sẽ gặp phải những khó khăn nhất định. Độ cao của mỗi bậc thang ở đây là 15,6cm. Đây cũng là kích thước chuẩn, dao động trong khoảng từ 15-18cm. Thì sẽ hợp lý. Nếu như mà lớn hơn 18cm hoặc là bé hơn 15cm thì khi mà chúng ta di chuyển sẽ gặp phải những khó khăn nhất định. Có thể là cảm giác chúng ta bước lên bước xuống mỗi chân hoặc là bước một chân. Đây cũng là vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý. Nội dung tiếp theo là mặt bằng lát sàn. Đây là mặt bằng lát sàn tầng 1, còn đây sẽ là mặt bằng lát sàn tầng 2. Bên dưới thì chúng tôi sẽ có các ký hiệu, quý vị thấy là số 1 gạch granite phân đá với kích thước là 800 x 800. Số 2 sẽ là gạch granite chống trơn, kích thước là 300 x 300. Số 3 là gạch granite chống trơn, kích thước 400 x 400. Số 4 sẽ là lát sàn gỗ. Còn hai ký hiệu còn lại lần lượt sẽ là gạch granite, chỉ khác nhau về màu sắc thôi quý vị. Dựa vào đây thì chúng ta sẽ biết được cụ thể chính xác là từng vị trí khu vực chức năng sử dụng loại gạch gì, cụ thể số lượng bao nhiêu hay là vị trí nào chúng ta cần phải cắt gạch. Từ đó thì quá trình mà chúng ta thi công cũng sẽ chuẩn chỉnh hơn. Đây là viên gạch lát định hình, viên gạch lát sàn đầu tiên. Chúng ta lát để căn cứ vào đó mà ốp lát cho những vị trí tiếp theo. Bởi vì từng khu vực chức năng thì sẽ có diện tích cũng như là tính chất khác nhau, cho nên là chúng tôi cũng sẽ có những sự tính toán sao cho hợp lý nhất. Riêng đối với khu vực chẳng hạn như là nhà vệ sinh ở đây thì chúng tôi sử dụng gạch có ký hiệu số 2, đó chính là gạch granite chống trơn, kích thước là 300 x 300. Vì đây là môi trường ẩm ướt, chúng ta thường xuyên sử dụng nước, cho nên chắc chắn phải là gạch chống trơn để đảm bảo quá trình mà chúng ta di chuyển an toàn, không bị trơn trượt. Đó là một số thông tin có trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Tiếp theo, chuyển sang hồ sơ kết cấu. Ở công trình này thì giải pháp xử lý nền và móng chúng tôi đưa ra chính là móng băng bê tông cốt thép hai phương. Bàn về móng băng thì ưu điểm của loại móng này chính là giảm áp lực đáy móng và truyền tải trọng xuống đều. Những thông tin thì chúng tôi trình bày sẽ bao gồm có kết cấu phần móng, phần thân cũng như là phần mái. Với hồ sơ kết cấu này thì có đến 49 trang nè quý vị. Chẳng hạn như tại trang số 8, móng băng cắt qua cột, bên đây sẽ là thống kê cấu kiện nè. Dựa vào đây quý vị nhìn vào thì sẽ thấy rõ các kích thước cũng như là cấu tạo của móng băng, vị trí của lớp bê tông lót hay là thép chờ cột. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể xem cho các trang tiếp theo. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng sẽ có bản thống kê cốt thép từng hạng mục rất là rõ ràng nè quý vị. Với tất cả các công trình do chúng tôi thiết kế cũng như là thi công xây dựng thì điện cũng như là ống nước sẽ thi công âm tường, âm sàn hoặc là âm trần. Vậy nên quá trình mà chúng tôi thiết kế thì sẽ chỉ định ra rất là cụ thể, bao gồm có cách thức thi công, lắp đặt, vị trí chỉ định ra, cũng như là cách thức vận hành như thế nào.
Bởi vì quý vị biết là vì thi công âm tường, âm trần hoặc là âm sàn, nếu như mà có sự cố chúng ta cần phải sửa chữa thì quá trình khắc phục sẽ tốn rất là nhiều thời gian cũng như là công sức. Tất cả các thông tin thì chúng tôi sẽ trình bày lần lượt thông qua các mặt bằng như là quý vị thấy trên màn hình. Đầu tiên hết sẽ là mặt bằng chiếu sáng thông gió để chúng ta biết được vị trí lắp đặt của các thiết bị đèn nè. Tiếp đến sẽ là mặt bằng bố trí ổ cắm, internet, điều hòa, bình nóng lạnh, bố trí camera hay là chống sét tiếp địa, chống sét mái. Tại đây chúng tôi cũng sẽ có bản thống kê vật liệu chống sét tiếp địa cũng như là có cả sơ đồ lắp đặt cọc và dây nối đất ở đây để cho quý vị có thể dễ dàng xem qua. Bên cạnh đó là các mô tả, thuyết minh kèm theo để cho chúng ta đọc hiểu bản vẽ một cách dễ dàng hơn. Tiếp đến sẽ là sơ đồ nguyên lý cấp điện, bản điện tầng và những nội dung tiếp theo nữa về nửa cuối hồ sơ sẽ liên quan đến việc cấp cũng như là thoát nước trong công trình. Điện nước ngày nay thì nó gắn liền với đời sống thường nhật của chúng ta, quyết định đến sự tiện nghi, an toàn và cả thẩm mỹ, nói chung là đẳng cấp cho không gian sống. Cho nên là trong quá trình thiết kế cũng như là thi công xây dựng thì cần phải tính toán thật là cẩn thận, chỉnh chu. Vấn đề về chi phí thi công xây dựng công trình thì quý vị có thể xem tại dự toán. Với những công trình do chúng tôi thi công trọn gói thì chúng tôi sẽ miễn phí 100% chi phí thiết kế quý vị. Tại dự toán thì chúng tôi sẽ trình bày ra dạng bản như thế này để quý vị dễ dàng xem hơn. Dựa vào đây, quý vị sẽ biết được chính xác từng hạng mục, từng vị trí sử dụng những gì, với số lượng bao nhiêu, đơn giá như thế nào, thành tiền ra bao nhiêu. Và khi mà chúng ta cộng tất cả các hạng mục đó thì sẽ cho ra được tổng chi phí mà quý vị sẽ chi trả để xây dựng nên công trình. Dựa vào đây thì quý vị có thể giám sát đơn vị thợ thi công nè, chúng ta chủ động về vấn đề chi phí xây dựng cũng như là việc kiểm tra, đối soát một cách rõ ràng hơn, tránh những hiểu lầm, mâu thuẫn hoặc là những vấn đề cãi vã. Vậy là ngày hôm nay thì chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị một công trình mái Nhật 2 tầng được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại. Đây là công trình của gia đình anh Dũng. Nếu quý vị cảm thấy yêu thích công trình ngày hôm nay cũng như rất nhiều công trình khác mà chúng tôi đã thiết kế cũng như là thi công xây dựng thì quý vị có thể liên hệ cho Móc Hôm để được hỗ trợ và tư vấn. Các số hotline công ty chúng tôi gồm có 096-445-8888, 082-81-33-333, 092-40-99-999. Những thông tin liên quan đến công ty hay là những công trình đẹp, chúng tôi sẽ thường xuyên đăng tải cập nhật tại các nền tảng. Trang web thì quý vị có thể gõ là mohomtrip.vn hoặc là thiết kế thi công trọn gói .com. Kênh YouTube thì quý vị nhấn đăng ký cũng như là bật chuông thông báo kênh Móc Hôm, kênh Nhà Đẹp Móc Hôm. Còn trường hợp chúng ta sử dụng Facebook thì có thể gõ tìm kiếm là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Móc Hôm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng những chia sẻ của chúng tôi có thể mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích và cần thiết. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.